Cái lúc mà em bị sốc phản vệ á, em có hỏi mẹ em địa chỉ nhà thờ này, để qua đây còn ngụy trang. Nhưng mà mẹ em có kể, cái đứa bé ngày xưa nằm cùng giường với em mà không qua khỏi á, ba mẹ của nó cũng từng ở đây còn ngụy. Anh nghĩ Chúa luôn lắng nghe tụi mình, nhưng đó giờ anh không khuyên ai ngoài đạo vô đây cầu xin hết á. Nếu mà Chúa thật sự lắng nghe á, thì tại sao bạn đó không qua khỏi? Anh không biết. Anh nghĩ việc cầu nguyện giúp cho người ta giải tỏa tinh thần. Còn phép lạ có xảy ra hay không thì tùy thuộc vào đức tin của mỗi người. Em thì chỉ tin vào bản thân em thôi. Nếu mà em qua khỏi á, thì là do em đã thật sự cố gắng. Còn nếu mà em không qua được á, thì là do khả năng của em chưa tới. À, mà em cũng không có tin lắm cái chuyện mình gây tội lỗi với ai, xong rồi vào nhà thờ xưng tội là xong đâu nha. Thực ra việc xưng tội á là để biết là mình có lỗi, để sau này mà tránh. Giống như em có lỗi với ba má, em làm ba má buồn, thì em phải về xin lỗi ba má em. Tức là anh phải cầu xin sự tha thứ từ ba má của anh kìa, chứ không phải là từ Chúa. Bởi vì anh nghĩ Chúa luôn lắng nghe anh. Vậy chứ ba má này không hả?